mời các bạn đến với nhạc phẩm mang tên đề Chiều Cuối Tuần. Và bài này nằm trong bộ bích độc quyền của Việt Sang ha. Giá của những bích này dao động từ 200 đến 500 ngàn tùy loại bích nha mọi người. Và nó sẽ đánh từ đầu tới cuối chúng ta. Khi vào bài chúng ta sử dụng sampler 18, dùng voi sampler 18 để chúng ta chơi thêm.